quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, số ca mắc trong cộng đồng những ngày qua trên địa bàn tỉnh luôn ở mức cao, gần 200 ca, thậm chí có ngày trên 200 ca. Nguy cơ dịch xâm nhập vào các nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh là rất lớn. Để đảm bảo không bị đứt gãy chuỗi sản xuất, các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đang chủ động quyết liệt thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Xác định bảo đảm an toàn cho người lao động trong bối cảnh dịch bệnh là giữ được nhịp độ sản xuất ổn định của công ty, nên thời gian qua, nhất là khi số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng, doanh nghiệp này càng thực hiện quyết liệt hơn các biện pháp phòng dịch. 100% lao động, khách đến công ty đều phải thực hiện quét mã PC-COVID, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, việc sàng lọc, test nhanh kháng nguyên cho 20% người lao động có nguy cơ cao hàng tuần cũng được đơn vị thực hiện nghiêm. Tất cả với mục tiêu đảm bảo an toàn, không để dịch xâm nhập vào công ty. Với doanh nghiệp chúng tôi ấy, thì cái công tác phòng chống dịch là công tác luôn luôn được xác định là sống còn của doanh nghiệp. Đấy, bởi vì là nếu chúng tôi không chú trọng thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề sản xuất của doanh nghiệp. Còn khi doanh nghiệp mà phát hiện ra F0 thì việc đầu tiên doanh nghiệp chúng tôi là sẽ đưa người lao động đó, trường hợp đó vào phòng cách ly y tế và cho y tế điều tra, khoanh vùng cái phân xưởng đó và cho test nhanh. Đấy. Và sau khi test nhanh và có kết quả nếu dương tính, chúng tôi sẽ báo cáo với chính quyền địa phương để chính quyền địa phương đưa ra cái hướng xử lý theo đúng chuyên môn. Hàng tuần đều test nhanh cho cán bộ công nhân viên để đảm bảo không bị lây lan ra công ty, cũng như là có những cái biện pháp phòng tránh như là xịt khuẩn và phát khẩu trang cho cán bộ công nhân viên. Và có những cái biện pháp như là test ở trong phòng y tế để cách ly. Nếu mà có trường hợp nào thì nếu mà không có trường hợp thì chúng tôi vẫn yên tâm là những cái công ty đã đưa ra những cái biện pháp là rất là hiệu quả. Theo đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến nay nhờ linh hoạt áp dụng các biện pháp phòng dịch cả bên ngoài và bên trong, hoạt động sản xuất kinh doanh của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn ổn định. Qua kiểm tra giám sát, các doanh nghiệp này đều thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của các cấp trong công tác phòng chống dịch COVID-19, không để dịch bùng phát, lây lan diện rộng tại đơn vị và phải dừng hoạt động. Nếu trong trường hợp mà có những cái doanh nghiệp nào mà họ lại sau khi đoàn kiểm tra mà có những cái khuyến nghị và yêu cầu phải thực hiện các cái biện pháp để đảm bảo theo quy định mà không thực hiện thì chúng tôi sẽ báo cáo lại các cơ quan chức ủy ban ban chỉ đạo của tỉnh để có các cái biện pháp xử lý về hành chính và các cái theo quy định hiện hành. Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 chính là chìa khóa giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, đảm bảo việc làm cho người lao động, góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Chương trình là tổng hợp số liệu về tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo báo cáo tổng hợp của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, tính từ ngày 30 tháng 4 năm 2021 đến 15 giờ ngày 24 tháng 1 năm 2022, tổng số ca nhiễm 8.275 ca, tổng số ca bình phục 5.541, số ca tử vong 7, số ca nhiễm trong ngày 297, trong đó 48 ca trong khu cách ly, 189 ca tại cộng đồng, 60 ca cách ly tại nhà, khu phong tỏa. Số bệnh nhân đang theo dõi điều trị 2.727. Số trường hợp F1 hiện đang cách ly 5.797. Số trường hợp đang cách ly tập trung 2.795. Số trường hợp đang cách ly tại nhà 4.689. Số trường hợp đi về từ vùng dịch trong ngày 99. Tổng số mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 toàn tỉnh 1.910.571 mẫu.